Xin kính chào của cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ha. Giờ hôm nay thì vườn mai của chị Lan có làm một cái clip đi giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lo mai giống mai Tết. Hàng Phong Tàng Thông cô chú anh chị. Nút nụ siêu nhiều luôn nha. Nè. Cúc Thọ Hương ha, siêu bông Sài Gòn bao chuẩn giống nha cô chú anh chị, bảo hành mặt hoa cho cô chú anh chị mình luôn. Thì mong cô chú anh chị mình vào xin thấy cái này giá cả hợp lý ủng hộ cho vườn nha. Rồi, mình gặp luôn chị Lan để chị Lan chào giới thiệu và giao lưu nha. Chào chị ơi. Rồi, em chào bạn ha. Em cũng chào cô chú anh chị Phích Mai Vàng cả nước ạ. Rồi hôm nay em cũng tiếp tục tới là kênh giao lưu cô chú anh chị mình mấy cây Cúc Thọ Hương nè. Rồi mấy cây siêu bông Sài Gòn ha. Rồi hôm nay mã số đầu tiên là mã số 1B nha cô chú anh chị mình. Rồi. 1B là một cây cúc họ hơn ha. Rồi, đàn quá đẹp luôn cô chú anh chị, nụ nhiều nha. Nè, mỗi mắt lá đều có nụ luôn cô chú anh chị. Nè. Không? Đó, nè. Nè, mỗi mắt lá đều có nụ hết nha cả nhà. Đó, nè. Đó. Thì cái này lá nhiều quá nên mình không thấy rõ nụ ha. À, chứ nụ rất là nhiều nha. Mấy cây này chờ Tết là bao luôn. Rồi, thông số luôn ha chị. Dạ. Có cụ đế luôn ha. Hoành điểm này 21 ạ. Rồi. Cái cụ đặc về là 41. Cao được 1m25. Tán ngang được 1m15. Và một cái họ hương này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 1.600.000 ha. Rồi, mình đổi cây ha. Dạ. Rồi, tiếp theo cây mã số 2B. Là một cây siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị mình. Rồi. Phơm tàn cực kỳ luôn. Củ đế thì còn hư luôn. Nút nụ là có nha cô chú anh chị ha. Già nụ nè, nụ lên vàng luôn cô chú anh chị ha. Rất là nhiều nụ ha. Rồi. Thông số luôn nha chị. Mình em đo điểm này 24 ha. Rồi. Cái củ vậy là 43. Rồi. Cao là 1m08. Ngang là được 97. Rồi. Rồi cái này em giao lưu cô chú anh chị mình là 1.800.000 ha. Rồi, đợi cây ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 3B là một cây siêu bông Sài Gòn ha cô chú anh chị mình. Rồi. Nụ quá trời luôn cô chú anh chị ha. Về nụ luôn cô chú anh chị. Nụ thấy ham luôn á. Mỗi mắt lá đều có nụ nha, như siêu nụ luôn. Quá xa nụ. Rồi, thông số không chị? Hoành điểm này là đâu rồi? 19. Rồi, 19 ha. Cao là 90. Ngang là 1m. Rồi, cái này em giao lưu của chú anh chị mình giá là 1.700.000 ha. Rồi, 1.700.000 ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 4B. Rồi, cái này cái dạng lá nó hơi xấu đó, cô chú anh chị ha. Nhưng mà nụ nè, quá xa nụ luôn ha. Cái này cô chú anh chị nè, ở miền lạnh á, miền Bắc hay gì đó, miền Bắc, miền Trung gì á. Chốt là ok luôn. Mình chốt là ok luôn. Bông. Rồi. 2-3 lớp cánh nha cô chú anh chị. Bông to nha cô chú anh chị ha. Có mặt bông trên cây đảm bảo chuẩn giống ha. Hoành điểm này là 24 ha. Rồi. Tịch xuống đây là 29. Rồi. Chiều cao là 1m25. Tán ngang là được 1m. Rồi cây siêu bông Sài Gòn mã số 4B này em giao lưu cô chú anh chị mình giá chỉ 1.200.000 ha. Rồi, đợi cây luôn ha. Dạ. Nắng rồi, không? Tiếp theo cây mã số. Mã số 5B. Rồi. Cũng vẫn là siêu bông Sài Gòn nữa ha cô chú anh chị mình. Nút nụ có luôn ha. Rồi, tàn cũng kính cô chú anh chị ha. Kẹo tàn á, tay cành đều ha, nụ nhiều. Rồi, thông số luôn nha chị ha. Hơi khắp nha. Mình thân là 19,5. Rồi. Cao 1m01. Ngang là 87. Rồi. Rồi cái này em giao lưu của chú anh chị mình giá là 1.300.000 ha. Rồi, mình đổi cây không ha. Ủa cây này cuối clip luôn ha. Cái này là cái cuối clip em ngày hôm nay luôn ạ. Em cũng cảm ơn cô chú anh chị đã yêu thương và xem hết clip ạ. Cũng mong cô chú anh chị mình xem chọn được cây mai ưng ý về chơi Tết 2024 ha. Rồi, xin chào hẹn gặp lại ạ. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh giống như chị Lan cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ. Xin chào hẹn gặp lại với cô chú anh chị mình ạ.